À, cái góp ý của mấy anh chị, còn cái góc nhìn của tôi á, thì tôi thấy là nếu mà nhìn thế giới này có ba cực á, thì nó chưa có chính xác lắm. Cái thế giới lưỡng cực nó xưa rồi, chiến tranh lạnh là nó xưa rồi, là thế giới tam cực như cái bài của ông này viết á, là nó cũng không chính xác lắm. Mà quý vị quên một điều rất là quan trọng nữa, là nó còn một cực luôn luôn tồn tại ở đó, nhưng mà nó là một thế lực rất mạnh, chẳng qua là tại nó ngủ nó quên thôi. Đó là cái khối Liên Hiệp Anh. Cái khối Liên Hiệp Anh đó, nó có tới hơn 30 nước rồi. Nó mà thức dậy một cái á, là thưa quý vị đừng có nói thằng Mỹ thằng Nga, không có thằng nào mạnh bằng nó. Chẳng qua là nó ngủ lâu quá này, cái bà nữ hoàng bà ẻo lả quá bà, tôi không có ý xúc phạm phụ nữ nha, nhưng mà thật ra mà nói mỗi lần tôi thấy phụ nữ lãnh đạo là tôi thấy mệt cho quốc gia đó. Làm như nó trái chắc làm sao. Bà không có đủ bản lĩnh để bà vực dậy cái khối của bà, thành ra là cái vai trò quốc tế của khối Liên Hiệp Anh nó bị đánh mất trong suốt mấy chục năm qua. Nó núp sau bóng của thằng Mỹ thôi, mà bây giờ thằng Mỹ nó bị đánh từ bên trong, nó bị suy yếu, các quý vị thấy không, là nó hở sườn ngay lập tức, tức là nguyên cái khối tự do của chúng ta nó phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ, trong khi tổ quốc tế cộng sản thì nó rất là ma đanh, nó không có đưa chủ thuyết cộng sản vào Mỹ được, thì nó đưa chủ thuyết dân chủ xã hội chủ nghĩa vô, thành ra là nó đánh nước Mỹ từ bên trong. Thằng Anh nó bây giờ nó đã đến lúc nó thức tỉnh, nó hiểu rằng là không thể mà dựa lưng Mỹ hoài được, và nó không thể nó nhìn lại đất nước của nó cũng thấy là nó cũng bị đánh tương tự như vậy. Thì các chị thấy nhìn London là hiểu rồi ha, thủ đô London bây giờ là một một thành phố xã hội chủ nghĩa, nó cũng giống, nó cũng chắc xem với Washington DC của anh Đạo cũng cũng một chín một mười. bầu kiểu gì thì cũng dân chủ xã hội chủ nghĩa với lại Hồi giáo lên thôi, chứ London không có chạy khỏi. Thành ra là nước Anh nó có những cái động thái nó thay đổi rất là mạnh, mà trong cái bài phân tích vừa rồi rất hay nhưng không có ai nhắc tới, không tôi không thấy nhắc tới, đó là thằng Anh nó đang bị kẹt trong cái thế là bị tấn công từ bên trong, thành ra nó cũng đang phải làm sạch từ bên trong cái đảng, tôi nhớ hình như là đảng bảo thủ hay sao của nước Anh, đảng bảo thủ của nước Anh là nó đang phải tích cực để mà nó vực dậy tinh thần truyền thống của nước Anh của nó, cũng giống như đảng bảo thủ bên bên Canada của ông thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải của chúng ta vậy đó, cũng đang làm cái chuyện đó, và bây giờ cái đảng đó đang lấy cái thế thượng phong chiếm đa số trong quốc hội, thì cái đảng bảo thủ bên Anh cũng vậy, họ lấy thế thượng phong và chiếm đa số trong quốc hội, họ sẽ có những cái thay đổi rất lớn về về chiến lược trong trong ít nhất là vài chục năm tới. Thì cái việc mà rút ra khỏi liên minh châu Âu đó, của nước Anh đó, người ta gọi là Brexit đó, thì các anh chị nghe chữ Brexit có nghĩa là tao chạy khỏi châu Âu, tao chạy khỏi châu Âu cho nó dễ hiểu đó, là một trong những cái động thái ta không chơi xã hội chủ nghĩa nữa. Cái Liên Âu nó thành lập bởi cái tinh thần xã hội chủ nghĩa, và cái mục tiêu Liên Âu thành lập á, là để cạnh tranh với vai trò siêu cường của nước Mỹ. Cái người mà chủ xướng, cái kiến trúc sư của khối Liên Âu đó là một tay cựu đảng viên đảng Cộng sản. Tôi nói đây cho các anh chị hình dung cái khối Liên Âu đó, đừng có nhìn về châu Âu mà tưởng là nó đẹp đẽ lắm, nó có những cái thứ mà quý vị biết là quý vị sẽ hiểu, cái thế giới này nó kỳ lắm. Thành ra nước Anh nó chạy khỏi đó rồi thì quý vị hiểu là nước Anh nó thay đổi, nó đi hướng về cái phía tự do chứ nó không hướng về phía xã hội chủ nghĩa nữa. Và động thái Úc Đại Lợi, Australia nó đối đầu trực diện với thằng Trung Cộng ở tại châu Á Thái Bình Dương là một tín hiệu cho thấy khối Liên Hiệp Anh nó thực sự thức tỉnh, nó đối đầu không khoan nhượng chứ không phải đối đầu một cách bằng miệng giống như đảng Dân Chủ Mỹ đã làm đâu. Thì cái đó thì chúng ta không cần nói thêm, phân tích trong một cái chương trình khác thì nó hợp hơn. Và tại Gia Nã Đại là một nước cũng là chủ lực trong khối Liên Hiệp Anh xin lỗi, thì là họ đã có hai cái động thái mà tôi thấy rằng là họ đánh tàu nhưng mà rất khéo, tức là họ đối đầu với tàu mà rất khéo. Cái động thái thứ nhất á, là họ có hàng loạt các dự luật để kiềm chế cái sự đầu tư của dòng tiền Gia Nã Đại Canada đó vào các công ty của tàu, là đây là cái điều mà nó rất là phù hợp với chiến lược đánh kinh tế của ông Trump. Anh chị thấy Mỹ nó đánh kinh tế mà trong khi Gia Nã Đại nó cứ thổi tiền cho tàu thì nó cũng như bằng không rồi, nó đâu có ăn khớp với nhau, thành ra là Gia Nã Đại nó không nói liêm nghiêm nhưng mà nó rút dần cái đầu tư của nó ra khỏi thằng tàu, thì đó là một cái động thái rất là mạnh của Gia Nã Đại. Động thái thứ hai mà nó cũng liên quan trực tiếp tới Việt Nam Cộng Hòa của mình, đó là cái luật mà lên án Việt Cộng xâm lược Việt Nam Cộng Hòa,
tưởng chừng như không có liên quan gì tới cái đề tài chúng ta đang nói. Nhưng mà quý vị để ý nha, mỗi lần nhắc tới Việt Nam Cộng Hòa là thằng thằng Tàu Cộng á, là nó dãy rất là dữ, nó giống như con đĩa mà phải vôi vậy đó, tức là Việt Nam Cộng Hòa chúng ta như vôi vậy đó, còn Tàu Cộng như Việt Cộng nó như những con đĩa vậy đó. Thì mỗi lần nhắc tới Việt Nam Cộng Hòa nó rất là dãy, cái cờ Việt Nam Cộng Hòa treo lên ở cái hội nghị thượng đỉnh Á Phi á, là nó dãy vô cùng dãy, nó la sùm trời đất hết, nên nó không, tao không tham dự, tụi bay phải gỡ xuống, nó dùng cái thế lực là thường trực hội đồng bảo an, nó hăm dọa đủ thứ hết. Mà cái hội nghị thượng đỉnh Á Phi nó không gỡ, vậy cuối cùng cũng phải lết đầu vô đứng. Nó rất là kỵ Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì Việt Nam Cộng Hòa dù chúng ta nhìn trên bản đồ thế giới nước chúng ta nhỏ, nhưng chúng ta là một cái con cờ không thể thiếu trong cái bàn cờ chính trị của châu Á Thái Bình Dương, nó ảnh hưởng tới còn thế giới luôn. Bởi vì khi Việt Nam Cộng Hòa mà được trả lại cái công bằng lịch sử, là chúng ta là một nạn nhân của sự xâm lược bởi Tàu Cộng và Việt Cộng, thì lúc đó cái trật tự thế giới nó hoàn toàn thay đổi. Bởi vậy khi cái luật S-219 của Canada được được thông qua, là nó lên án cộng sản xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, thì quý vị thấy nó để lại vĩnh viễn trong một quốc hội của khối Liên Hiệp Anh rằng cộng sản đã xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, không bao giờ thay đổi được điều đó. Nó là lịch sử, nó là một phần lịch sử. Mà khi người ta cái lương tri con người thức tỉnh, người ta phải trả lại công bằng lịch sử, thì mày xâm lược là mày phải rút quân, quý vị hiểu không? Đã xâm lược là phải rút quân, phải trả lại đất đai, phải trả lại biển đảo, phải trả lại cho người dân người ta cái quyền tự do và quyền tự quyết của quốc gia, của dân tộc người ta. Thì trở lại cái câu chuyện hồi nãy luật sư Thọ nói đó, nhiều người nói rằng cái công cuộc mà phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta giống như là mơ mộng. Xin thưa, tại vì họ không hiểu về lịch sử, thành ra họ không biết, họ không thể nói chuyện về chính trị được. Hiểu lịch sử mới nói chuyện chính trị được. Thằng Campuchia đó, thằng Miên á, nó mơ mộng dữ lắm. Thành ra khi mà Miên Cộng chiếm, Khmer Đỏ nó chiếm hết Campuchia đó, nó ra nước ngoài nó vận động quốc tế, nó cũng bám vào một cái hiệp ước mà nó ký kèm theo Hiệp định Paris năm 73 với chúng ta. Quý vị nhớ này, nó đi kèm theo. Trong Hiệp định Paris năm 73 nó vẫn có nói tới Campuchia, nói tới Đông Dương nha. Thì nó có một cái hiệp ước quốc tế ký kèm theo gì nè, là cũng bảo trợ cho Campuchia có một cuộc tổng tuyển cử tự do để chuyển qua một thể chế dân chủ trong hòa bình. Thì nó bám cho cái đó, nó đi vận động quốc tế, mặc dù nó cũng bị đánh chạy lưu vong giống như chính phủ pháp định của mình. Rồi thì năm 1991 nó thành hiện thực, Liên Hiệp Quốc dẫn càn tôm về, lính mũ xanh đổ quân ầm ầm vô. Thì thằng Miên Cộng chỉ có ngồi đó mà hả họng vậy thôi, chứ đâu có, không lẽ bây giờ Miên Cộng nó tuyên chiến với cả thế giới, quý vị thấy chuyện đó làm sao có. Thì bây giờ lính Việt Cộng, lính Trung Cộng cũng vậy thôi, quân mũ nồi xanh của Liên Hiệp Quốc mà nó đổ quân ầm ầm vô phía Nam Vĩ Tuyến 17 của chúng ta, nó bắt phải có tổng tuyển cử để trả lại cho Việt Nam Cộng Hòa theo hiệp ước mà tụi tao đã ký, tụi tao phải làm. Thì quý vị nghĩ là mấy có thằng Việt Cộng nào dám bắn vào quân Liên Hiệp Quốc không? Có thằng Trung Cộng nào dám nổ súng xâm lược Liên Hiệp Quốc không? Nó qua giải phóng New York luôn không? Nó chiếm tòa nhà Liên Hiệp Quốc ở New York, nó qua Thụy Sĩ nó giải phóng Thụy Sĩ luôn, nó đánh sập trụ sở Liên Hiệp Quốc bên đó luôn không? Quý vị nghĩ nó dám không? Nó phải ngồi im giống như năm 91 mà Campuchia đã được hưởng. Thì có những người nói chúng ta mơ mộng, chẳng qua họ không hiểu về lịch sử, họ không biết về về vận động quốc tế nó quan trọng như thế nào. Thì nó quay trở lại để cho cái bài viết mà luật sư Thọ đọc, là nó có một cái điểm điểm hở là chỗ đó đó, chỗ Gia Na Đại họ đã bắt đầu phát một cái giống như một cái ngòi lửa, một phát pháo, tụi mày xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, cái điều đó nó ghi vào lịch sử không bao giờ thay đổi được. Và khi lương tri của các nước tự do thức tỉnh thì họ sẽ bám vào đó để họ giải quyết những thằng xâm lược, đó là Việt Cộng và Tàu Cộng. Đó là cái điểm thứ hai để chứng minh là khối Liên Hiệp Anh họ thực sự thức tỉnh rất bài bản, chứ không phải thức tỉnh một cách mà rề rà như mấy cái kiểu mà lơ tơ mơ giống như mà Mỹ hay châu Âu đang thức tỉnh đâu. Anh nó bài bản lắm. Rồi cái điểm thứ ba nữa, khối Liên Hiệp Anh nó cũng cho thấy nó có một cái khao khát muốn trở lại trên trường quốc tế. Đây là cái điều đúng chứ không có gì sai, tại vì hồi xưa nó từng là trùm của thế giới này chứ không phải là Mỹ. Bây giờ nhớ hay, có Liên Hiệp Anh là từng là trùm của thế giới này chứ không phải Mỹ, nhưng mà trời xui đất xui qua hai cuộc thế chiến Mỹ nó leo lên, thằng Anh nó tụt xuống, thằng Anh nó đang khao khát quay trở lại trên trường quốc tế, thì nước nào nó cũng muốn vậy hết. Nhưng mà cái thế giới này nó đã được thiết lập trên trên cái trục Nga Mỹ, trên cái trục mà lưỡng cực Nga Mỹ nhiều năm như vậy rồi, không có thay đổi. Thằng Tàu nó chen vô, nó tạo thành thành thế giới tam cực, tức là thay từ lưỡng cực qua tam cực là trục Nga Mỹ Tàu, giống như luật sư Thọ phân tích cái bài viết hồi nãy cũng có phân tích đó, không có cái cách gì chen vô được hết. Thì thằng Anh nó muốn thay đổi
trật tự thế giới để nó có vai trò thì bắt buộc nó phải làm sao nó chen vô thành trật tự là tứ cực, tức là bốn nước tứ cường lãnh đạo thế giới, hoặc là nó đánh một trong ba thằng này dăng ra để tam cực là nó, tức là Mỹ, Nga và Anh chứ không phải Mỹ, Nga và Tàu. Thì quý vị nghĩ á, nó chen vô làm tứ cực hay là đánh một thằng dăng ra để nó thay vô là tam cực, thì cái phương án nào nó sẽ tốt hơn cho Liên Hiệp Anh? Nhìn bề ngoài á, thì nghĩ rằng nó chen vô thì sẽ tốt hơn, nhưng mà một cái thực tế á, là trong cái trật tự tam cực này nè nó đã tày quầy hết rồi, thì theo tôi nó không có phải là một cái cuộc hôn nhân bền vững. Bởi vì sao? Bởi vì cái thằng mới nổi, thằng Tàu này nè, nó không có trỗi dậy trong hòa bình, nó lãnh đạo thế giới không bởi bằng hòa bình mà bởi ăn cắp ăn cướp, bởi mà đánh phá người ta từ bên trong, bởi dùng tiền và gái để mua lực lượng, để cài lực lượng tình báo vào trong trong mà nước Nga hoặc là nước Mỹ để đánh đánh hai thằng còn lại. Thành ra là cái trật tự tam cực nó tày quầy hết rồi. Nếu mà thằng Anh nó nhào vô thì bản thân thằng Anh nó cũng đang bị đánh từ bên trong, nó cũng tày quầy, thì cái trật tự tứ cực này nó cũng không tồn tại được. Thằng Tàu nó cũng đánh luôn thằng Anh chứ nó không có khoan nhượng. Và qua cái câu chuyện Hồng Kông Hương Cảng đó, quý vị thấy rõ ràng là thằng Tàu không hề khoan nhượng thằng Anh. Thằng Tàu không hề có một cái chút gì lịch sự hay biết điều với thằng Anh. Bà nữ Hoàng Anh ấy, nó đã có một cái món quà, tôi cho là món quà, đó là món quà lịch sử, món quà chưa bao giờ có mà bà tặng cho thằng Tàu vào năm 1997, đó là trả Hồng Kông lại cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đó, tức là thằng Trung Cộng bây giờ. Thật ra nữ Hoàng Anh, nước Anh không cần phải trả điều đó, không cần phải trả Hương Cảng lại, tại vì Hương Cảng được giao cho nước Anh bởi nhà Thanh chứ không phải bởi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ là một thể chế chính trị kế thừa liên tục công quyền của nhà Thanh. Quý vị nên nhớ cho lại nha. Về công pháp quốc tế, thằng Anh nó thông minh lắm, nó không thể nào nó ngu hơn thằng hai lúa kinh tế mới như tôi. Nó biết cái việc trả Hương Cảng lại cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là tầm bậy, tức là phải trả cho đúng khổ chủ là nhà Thanh. Khi nào Tập Cận Bình xuống ngôi lập nhà Thanh lên lại, thì lúc đó Hồng Kông sẽ được trả về cho nhà Thanh. Còn không lập nhà Thanh lại thì Hồng Kông vĩnh viễn thuộc về nước Anh. Công pháp quốc tế nó là như vậy mà. Nhưng mà nữ hoàng Anh vẫn trả. Thì đó là một cái sự lịch sự, một cái sự ưu ái, một cái món quà vô cùng quý giá mà nước Anh tặng cho mà Tập Cận Bình tặng cho Trung Cộng. Để đổi lại cái gì quý vị biết không? Để đổi lại là nước Anh được làm ăn buôn bán có rất nhiều lợi ích ở Hồng Kông và đại lục. Ở Hồng Kông và cả đại lục nha. Đổi lại. Nhưng mà trong suốt từ năm 97 tới giờ, dĩ nhiên là nó có những cái cam kết kèm theo nữa. Từ năm 97 tới giờ quý vị thấy cái lợi ích của nước Anh ở đại lục và Hồng Kông không có nhiều. Không có nhiều. Mà cái lợi ích nó chỉ trải về phía Tàu Cộng thôi, cũng giống hệt như cái cách mà Tàu Cộng nó chơi với Mỹ vậy đó. Nó bình thường quá quan hệ với Mỹ, nó buôn bán với Mỹ, nhưng mà thật ra nó hút máu, nó hút nền kinh tế, nó hút tiền của người Mỹ về cho nó thôi. Chứ tức là lợi ích chỉ chảy về một chiều. Thì thằng Anh khi mà nó băng giao càng sâu với thằng Tàu thì nó cũng thấy lợi ích chỉ chảy về phía Tàu, không chảy về phía Anh. Và Hồng Kông, những cái cam kết mà thằng Tàu nó cam kết để giữ lại cái tự do tối, gọi là tối cần thiết cho dân Hồng Kông, nó không thực thi, nó không thực thi nữa, nó không có giữ cam kết nữa. Thành ra nước Anh nó hiểu rằng là không thể nào nó ngồi chung mâm với thằng Tàu trong một cái trật tự thế giới tứ cực được, không thể nào có chuyện đó. Thành ra quay trở lại, thằng Anh nó phải tìm mọi cách để nó thay thế cái vai trò của thằng Tàu ở trong cái trật tự thế giới mới, nó trở thành một cái đối thủ không có ra mặt nhưng mà cũng không khoan nhượng với thằng Tàu. Đó là một cái lý thú mà tôi cho rằng nếu mà chúng ta muốn muốn đấu tranh để mà phục hoạt cái quốc gia của mình, chúng ta phải bám vào đó để chúng ta có những cái cuộc vận động khôn ngoan để chúng ta đạt được cái lợi ích tối cao cho quốc gia của mình. Bởi vì chúng ta phải biết cái thằng mà đang khắc kẻ thù của mình là thằng nào thì chúng ta phải chơi với thằng đó chứ. Như hồi nãy phân tích của luật sư Thọ rất là hay ở chỗ thằng Nga đó. Nó không có mối quan hệ đồng minh chiến lược với thằng Tàu, không bao giờ có chuyện đó, bởi vì Putin không bao giờ theo cộng sản. Putin đã từng từ cộng sản ra, thành ra là Putin nó quá hiểu cộng sản. Cộng sản sẽ làm cho quốc gia lụng bại, mà cộng sản nó cũng sẽ khiến cho những thằng như Putin sẽ bị những thằng cộng sản sau lên xử xử tội tham nhũng đó, đốt lò đó. Quý chị ở trong nước hiểu chưa, đốt lò đó. Tức là gom tiền cho đầy túi nhưng mà thằng sau nó lên nó sẽ cướp lại của mình. Thì đó là cái thể chế đó Putin nó không muốn. Nó muốn cái thể chế tư bản đỏ, thì cái thể chế của Nga bây giờ là chính là thể chế tư bản đỏ chứ không phải thể chế cộng sản hay xã hội chủ nghĩa. Thành ra Putin nó ghét cộng sản xã hội chủ nghĩa lắm,
nhưng nó là một thế giới tư bản đỏ, gọi là tài phiệt thân hữu, tài phiệt gia đình đó, là mấy thằng đó nó thống trị cái quốc gia đó. Thì Putin nghe là một trong những cái nước mà nó sẽ đứng về phía Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta nếu như Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có những cái cuộc vận động hợp lý và có những cái tối đa hóa lợi ích cho chúng ta một cách khôn khéo. Tôi chỉ nói tới đó thôi chứ nói nhiều quá tôi nói không được, tại tôi hay lúa mà, tôi biết nhiều thì nói nhiều thôi. Ai biết nhiều thì cứ nói tiếp, ai biết nhiều thì cứ làm tiếp. Rồi còn một điểm quan trọng nữa mà trong cái phần này tôi muốn trao đổi với quý vị, đó là thực ra ngoài ngoài cái trật tự tứ cực đó, là tức là ngoài một khối Liên Hiệp Anh đó, thì tôi muốn các bạn để ý một điều nữa, đó là thế giới này nó đang tiến dần tới đa cực, nó tiến dần tới một thằng Nhật bị kiềm chế quá lâu từ sau Thế chiến hai, mà trong khi tiềm lực của nó quá mạnh, nó như một người khổng lồ mà bị trói trong một cái áo quá chặt. Nếu quý vị để ý Nhật á, thậm chí tôi nhớ không lầm á, là có một ông chính trị gia nào đó của Mỹ á, ông nói á, nếu như bỏ cấm vận á, thì trong 24 giờ Nhật sẽ sở hữu võ khí nguyên tử trong 24 giờ. Tức là cái khả năng mà tạo ra võ khí nguyên tử của Nhật nó nhanh đến độ mà chỉ có thằng Mỹ mới chạy đua kịp thôi, chứ không có nước nào chạy lại nó đó. Tức là nó là một thằng khổng lồ, nó bị trói trong cái áo quá chặt. Mà nước Nhật nó đủ cái sự tử tế, văn minh và lương thiện để trở thành một thế lực ít nhất là ở châu Á Thái Bình Dương. Tất cả chúng ta ở đây đều đồng ý điều đó đúng không ạ? Chơi với Nhật là an toàn lắm. Đồ Nhật rất xịn và người Nhật rất tử tế, rất lương thiện, không có ăn cướp, ăn cắp của ai. Tại nó quá thông minh để nó phải đi ăn cắp. Nó chỉ cần sáng tạo, nó xài cũng không hết. Đó, thì thằng Nhật nó phải là một thế lực để gìn giữ hòa bình châu Á mới đúng, chứ không phải là Tàu hay không phải một quốc gia nào khác. Đúng không ạ? Thì thằng Nhật nó cũng biết điều đó. Nhưng mà nó bị cấm vận suốt từ ấy đến nay, mà cái lệnh cấm vận nó thực ra mà nó hết hết hiệu lực, nó hết thời rồi, nó không còn hợp thời nữa, bởi vì Nhật không phải là mối đe dọa cho an ninh và cho hòa bình thế giới nữa, thì đúng ra phải gỡ cái lệnh cấm vận nó để cho Nhật phát triển một cách đúng đắn. Thì Nhật nó cũng cần một vị thế là siêu cường của châu Á, nó trắng ra là Nhật nó sẽ thay thế vị trí của thằng Tàu, nếu được nó đứng vào trong cái thường trực hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc cũng quá xứng đáng, chứ chẳng có gì mà sai. Tôi nói phỏng phỏng vậy thôi nha, chứ nếu mà có chuyện đó thì Liên Hiệp Quốc nó phải giải thể. Rồi một cái thế lực nữa là Ấn Độ. Ấn Độ bây giờ cũng là một chàng khổng lồ, mặc dù khổng lồ đi dép tổ ong, khổng lồ đi chân đất, nhưng mà nó cũng quá bự rồi, nó 1,2 tỷ dân rồi, và cái nền kinh tế của nó quá lớn rồi, cái khối lượng cái lượng GDP sản xuất của nó quá mạnh, và nó hoàn toàn có thể thay thế được cái công xưởng thế giới của thằng Tàu. Tức là nếu Tàu sụp đổ thì cái chuỗi cung ứng của thế giới này sẽ phụ thuộc vào Ấn Độ. Ấn Độ nó sẽ cung ứng được, người Ấn Độ làm việc siêng năng hơn Tàu, người Ấn Độ cái trình độ kỹ nghệ tay nghề của họ cao hơn và họ trung thực hơn Tàu, thì là họ hoàn toàn thay thế được, thành ra họ xứng đáng là một thế lực ở châu Á, Ấn Độ Dương, đúng không? Là mình cũng không thể không tính tới Ấn Độ nếu mình tính tới một trật tự thế giới mới. Rồi ở Nam Mỹ là cái nơi thành trì của xã hội chủ nghĩa kiểu mới, nó phát triển đó. Thì quý vị thấy là có một thằng ba tây là Brazil đó, Brazil đó, nó cũng trở thành một thằng Ấn Độ, một thằng khổng lồ, cũng một chín một mười Ấn Độ, một chín một mười, nó cũng không thể nào bỏ cái vai trò của nó trên trường quốc tế được. Khi mà nó lớn mạnh lên thì thằng nào cũng muốn làm hùng làm bá đó, thì nó cũng có những cái toan tính của nó, bởi vì các anh chị thấy là nó ngay lập tức nó đứng về phía ông Trump trong cái cuộc đánh Tàu là gì đó, tại thằng Tàu nó bành trướng thế lực của nó ở Nam Mỹ, nó sẽ ảnh hưởng cái lợi ích của Brazil đó. Thì trên cái trật tự thế giới mới này, nếu chúng ta nhìn một cái bình diện rộng như vậy, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có rất nhiều đồng minh chiến lược trong tương lai, mà tất cả những thằng này đều muốn đánh thằng Tàu, một điểm chung đều muốn đánh thằng Tàu, bởi vì đánh cái thằng khốn nạn này được á, thì cái trật tự thế giới mà tam cực, cái bài phân tích nãy luật sư họ nói đó, là nó sẽ bị phá vỡ ra, phá vỡ cái trật tự tam cực, thì hoặc là nó sẽ có một thằng khác nhảy vào thay trật tự tam cực, hoặc là nó sẽ tạo ra trật tự ngũ cực, hoặc trật tự mà thất cực hay là cửu cực. Tức là năm thằng siêu cường, bảy thằng siêu cường, chín thằng siêu cường, tức là nó phải phá vỡ cái cũ để tạo ra cái mới. Và tất cả các quốc gia, các thế lực mà đang trỗi dậy này, tôi nói nó đều muốn đánh thằng Tàu, một cái điểm chung đều muốn đánh thằng Tàu. Chỉ có một thế lực muốn chống lưng Tàu chưa muốn đánh, đó chính là Liên Âu. Liên Âu nó chưa muốn đánh lắm, nó vẫn muốn chống lưng. Thành ra ông Trump với cái nhóm Mỹ là họ cứ làm mình làm mày với khối NATO là vậy đó. Tức là nếu như tụi mày không có một cái thái độ dứt khoát là tao rút ra khỏi NATO, để cho Liên Âu nó thấy là
chơi với Mỹ vẫn an toàn hơn chơi với Tàu, thì á, là nó phải có cái sự chọn lựa. Thì cái sự chọn lựa của Liên Âu quá chậm chạp, và cái khối cả chục nước Liên Âu nó chơi quá sâu với Tàu. Nước Ý là một cái ví dụ nè, Tây Ban Nha là một ví dụ nè, chơi quá sâu với Tàu, thành ra rồi nước Đức nữa, Đức và Pháp cũng ảnh hưởng quá nhiều, thành ra cái sự chuyển biến của họ quá chậm nếu mà các anh chị so với Nhật, so với Ấn Độ, so với Brazil. Đó. Thì chính vì vậy cái câu chuyện của thế giới ngày hôm nay nó ảnh hưởng trực tiếp tới Biển Đông, Việt Nam, Cộng Hòa, là bởi vì họ cùng đánh thằng Tàu, cùng dùng thằng Tàu vào một điểm để mà xáo trộn cái trật tự cũ để tạo trật tự mới. Thì nếu chúng ta bám vào cái điều này, cái bài phân tích hồi nãy của Dương Sọ rất là hay, thì nếu chúng ta mở rộng thêm bám vào những cái điểm này, thì chúng ta sẽ có những tối đa hóa lợi ích cho quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của mình trên cái bàn cờ Biển Đông, đánh lại thằng Tàu cộng. Và cảm ơn tất cả quý vị.